là món cháo hải sản. Cháo hải sản ngay chỗ tàu hẻm Lộ Tự Động, ngang khu Vincom và nhận động cá đó. Quay mồi á, mồi dòm ngon quá, thịt bằm tôm, mắm rôm bình dân hả, tôm là 25.000, mực 30.000. Để chơi ra cái nồi nhỏ vậy đó hả, từ tô vậy hả, thấy em quá ta. Cái này mới bán hả chị? À, tháng mấy, 2 tháng hả? Để em đi nghe thấy lạ lạ, cái món gì lạ lạ. Giờ này đi ăn hả anh Sơn? Dạ, thấy ngày nào cũng say. Ở kế bên điện lạnh ô tô màn ngủ nha. À, chọn em hai cái đèn. Cái bồng hồng. Bạn mới mở 1 tháng. Thì coi như giống nhau á Sơn. Cái trước cái sau cũng được. Cho 2 trái đi. Có mấy trái cho thấy em làm. Đó, qua mát rượi luôn nè, bên đây đỡ nắng. Cả cái tô nghe hiền. Đâu lẻ từ tô vậy ha. Nóng rồi, nóng ngon lành luôn. Cổ thịt bầm rồi, anh em Sa Đéc ăn này ghé ủng hộ nha, quán cháu mới mở nha. Làm cho anh tô luôn đó chị. Dạ. Cái này thịt này là thịt gì? Nói với gì, mực hả? Thôi em không ăn tôm mà ăn mực hả? Tôm mực. Mực với thịt đó, thịt viên đó. Bao tử thổi đi. Rồi nấu từ em vậy đó hả? Thì anh nấu mà mình khỏi nấu cái nồi bự hả? Dạ, cái này từ ấy bởi vì cái nào cũng nóng cho á. Tô nào cũng nóng từ tô. Nó lẻ từ tô. Dạ. Ngang khu xây nhà động ở chỗ Vincom nè. Dừng luôn. Sao bà Nguyễn Sư Sắc. Sao quá. Như là nấu từ tô. Cha này hơi lâu ha, nếu mà ta lại mà 8-9 người là thôi là điện trước. Chứ nấu này hơi lâu nhưng mà tô nào cũng ngon, nóng. Em làm thêm chứ, ấy biết thêm. Dạ đúng rồi, làm từ lẻ rồi đó. Pha chế từ tô. Rồi. Rồi mới bỏ cháo vô. Mát luôn á, ngay chỗ hẻm á, thổi đã ha. Dạ. Giao giá luôn, hành luôn. Ngồi chung với ổng được rồi. Lên đây hả? Dạ, em ăn.
sắp thành phẩm. Cái đó mới bỏ mực vô sau cái nữa hả? Dạ. À vậy hả? À. Hơi hơi chín cũng không ngon ha, mực cho nó giòn. Dạ. Hai tô nhiêu tiền chị? Trả cho ổng luôn. Thôi kệ trả để hồi ổng trả. Nhiêu? 70. Rồi, dễ luôn. Để hồi đó, ông dành trả như vậy à, trả trước đi. Xong rồi để cho đó. Mày. Ngon không? Dạ. Rồi, ai ở Sa Đéc ăn thì ủng hộ, ghé ủng hộ nha. Cháo nấu hấp dẫn. Cháo hải sản, tôm thịt mực. Rồi, ngay đầu đường lộ tự động. Em ở đây anh ơi. Rồi, chào anh chị em nha. Ai ở đây, ai ở Sa Đéc mình thì ăn ủng hộ. Hết cho sạch sẽ. Có hẻm ăn mát mẻ luôn. Tiếp mực quay nào rảnh lên YouTube coi quán cháo mình nha. Ghi cái tên giống như cái tên này luôn. Bấm vô cháo hải sản tôm thịt mực hợp cẩm vậy là lên thôi, lên quán của anh chị thôi cho vui. Để anh em ở Sa Đéc người ta ủng hộ ghé ăn cháo cho anh chị này nha, nấu ăn rất là ok, ăn toát mồ hôi luôn đó, mỗi em có khẩu phần vậy đó. Rồi, nấu từ tô từ tô. Bấm như cái tựa của mình là lên thôi. Cháo hải sản tôm thịt mực hợp cẩm. Anh em nào có ăn cháo giải cảm thì ghé đây ủng hộ cho hai vợ chồng. Rồi, chào anh chị nha. Chúc mua mai bán đắt. Rồi, ok.